Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 2 tháng 8 2024 trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14 tháng 8. Đồng Nai tăng cường kiểm tra nồi hơi, thiết bị chịu lực sau tai nạn nổ lò hơi nghiêm trọng vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng khi mức lương cơ sở tăng. Phần tin thế giới. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tình hình đất nước vẫn nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Washington tuyên bố sẵn sàng tuân thủ các hạn chế do hiệp ước New Star nếu Moscow cũng làm như vậy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Ngoại giao đã chủ trì hội nghị kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước biên giới đất liền và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực biên giới, cùng xây dựng đường biên giới giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu một bước tiến mới rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước và trong khu vực. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác lập được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc quốc gia hiện đại đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cùng nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới. Sáng nay, tỉnh ủy Đồng Nai đã khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương năm 2024. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 và gần 200 học viên. Tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ là công việc thường xuyên, cấp bách nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Qua đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng đơn vị địa phương nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. Phát biểu với lớp học, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho biết, trong 4 ngày học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 8 chuyên đề do các phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực 2 và lãnh đạo tỉnh trực tiếp truyền đạt. Đây là những vấn đề trọng tâm có nhiều nội dung mới nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để học viên có nhận thức đúng đắn và xử lý hiệu quả trong công tác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu học viên sắp xếp công việc theo học đầy đủ, tích cực trao đổi thảo luận để lớp học đảm bảo đạt được mục đích yêu cầu của kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, chiều qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã tiếp ngài Thomas Gatt, đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, và ngài Werner Baddiel, tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và phu nhân đến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chào mừng ngài đại sứ và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Đồng Nai. Đến nay, Đồng Nai có 33 khu công nghiệp được thành lập, 31 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 1.660 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 34,7 tỷ đô la Mỹ đến từ 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó có 8 dự án của Thụy Sĩ với tổng số vốn đầu tư hơn 861 triệu đô la Mỹ. Hiện các doanh nghiệp Thụy Sĩ sản xuất kinh doanh ổn định và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Tiêu biểu là công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam đã có 30 năm gắn bó với Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác về phát triển kinh tế cũng như giao lưu văn hóa giữa tỉnh Đồng Nai với các đối tác Thụy Sĩ. Ngài Tổng lãnh sự cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã dành thời gian tiếp đoàn. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam cũng cho biết chính phủ Thụy Sĩ quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên những lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, kinh tế số, trên nền tảng đổi mới sáng tạo.
Đại sứ cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Đồng Nai và cam kết sẽ tăng cường kết nối để có thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đến Việt Nam, trong đó có Đồng Nai, góp phần tăng cường hợp tác, kết nối nhiều mặt giữa Việt Nam, Thụy Sĩ. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã có thông cáo báo chí kết quả phiên họp thứ 13 của ban diễn ra vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Theo thông cáo báo chí, sau khi nghe cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh thông qua nội dung phiên họp và ý kiến của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã kết luận chỉ đạo các nội dung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đưa ra khỏi danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án, gồm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần mía đường La Ngà, vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan hai nhà màng tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và các cơ quan chức năng trong thời gian tới tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhất là các vụ án, vụ việc do ban chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc còn chậm tiến độ theo kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 năm 2024-2029. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, các sở ngành, các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và trung ương. Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ cho biết, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Chương trình đại hội chính thức ngày 14 tháng 8 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cũng tại buổi họp báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin về chương trình nhân sự, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, kết quả đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh và ra mắt biểu trưng của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, vân vân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị xã hội là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, phối hợp cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương tích cực tuyên truyền về quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, những hoạt động kết quả nổi bật trong công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024, tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, mô hình, cách làm hay, những tập thể cá nhân tiên tiến. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú đã trao 13 căn nhà đại đoàn kết tại 7 địa phương, gồm thị trấn Tân Phú 4 căn, xã Trà Cổ, Tà Lài, Núi Tượng mỗi địa phương 2 căn, xã Phú Thịnh, Nam Cát Tiên, Đắc Lô mỗi xã 1 căn. Tất cả 13 hộ dân được trao nhà đều thuộc diện hộ nghèo, nhà xuống cấp và không có khả năng xây dựng. Mỗi căn nhà có diện tích từ 20 đến 60 m2, được hỗ trợ kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Kinh phí trao tặng nhà đại đoàn kết lần này có tổng trị giá trên 1 tỷ đồng do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Cocham tài trợ 6 căn và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tài trợ 7 căn. Ngoài ra, các hộ gia đình còn đóng góp thêm. Xúc động vui mừng là cảm xúc chung của những hộ dân khi nhận được căn nhà mới trong hôm nay. Mấy nhà hồi xưa thì mối mọt nó đục hết và cái cột nó đưa lên tới trời nhà luôn. Thì trời mưa thì nó thấm qua tường luôn. Cũng nhờ chính quyền mà cho được cái mái nhà tình thương thì bây giờ khang trang sạch đẹp mà tôi rất vui mừng. Cảm ơn chính quyền các cấp nhiều lắm. Nhà này được có căn nhà khang trang như vậy rất là mừng và không biết mình nói chung là đi làm thuê làm mướn cái kiểu này không biết bao giờ có được cái mái nhà mà gọi là che mưa che nắng cho các con nó ở. Sau này thì rất cảm ơn. Mong ước sau này có công việc nó ổn định hơn, rồi thu nhập nó ổn định hơn để lo cho các con nó học hành.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng người dân nhận được nhà mới, mong muốn trong thời gian tới, các gia đình tiếp tục cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng bày tỏ cảm ơn các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp để đồng hành trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở tiếp tục vận động, tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện sẽ về và đồng thời tiếp tục vận động các mạnh thường quân tại địa phương, những hộ có điều kiện sẽ giúp đỡ những cái hộ khó khăn để cùng chung tay đồng lòng để xây dựng nhà tình thương cho các cái hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Dịp này, 13 hộ dân còn được nhận nhiều phần quà thiết thực do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và địa phương trao tặng. Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú, trong năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đặt mục tiêu vận động xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà đại đoàn kết. Đến nay, đơn vị đã vận động các tổ chức cá nhân xây dựng được 30 căn. Chương trình thời sự tiếp tục với tin tức trên các lĩnh vực khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Giám đốc các sở Công thương, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương về việc tăng cường kiểm tra nồi hơi, thiết bị chịu áp lực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị nêu trên theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức để doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các máy thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là nồi hơi, thiết bị chịu áp lực. Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở ngành và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ có báo cáo về hoạt động kiểm định và các tồn tại hạn chế của tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các kiểm định viên đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp để chấn chỉnh hoạt động kiểm định máy móc thiết bị, nhất là nồi hơi, thiết bị chịu áp lực. Trước đó, vào ngày 1 tháng 5 2024 đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng doanh nghiệp vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm đi vào hoạt động, khu công nghiệp Long Đức đóng chân trên địa bàn huyện Long Thành đã thu hút 73 doanh nghiệp đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy, trong đó có 66 dự án đến từ Nhật Bản. Một trong những nhà đầu tư hiện diện tại Long Đức sớm và sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao là tập đoàn SMC đến từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các thiết bị điều khiển tự động hỗ trợ cho tự động hóa nhà máy xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Takeo Matsui, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Manufacturing Việt Nam. Thưa ngài Tổng Giám đốc, xin ông cho biết là tại sao tập đoàn SMC lại chọn tỉnh Đồng Nai làm nơi đầu tư xây dựng nhà máy của mình ạ? Lý do tập đoàn SMC chúng tôi chọn Đồng Nai, cụ thể là khu công nghiệp Long Đức là nơi đầu tư, là vì Đồng Nai sở hữu vị trí địa lý khá thuận lợi, có các cảng nước sâu như Cái Mép, Thị Vải. Ngoài ra, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến bàn giao vào 2026 là một lợi thế rất lớn cho SMC trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa đến các quốc gia trên thế giới. Qua 10 năm đầu tư tại Đồng Nai thì chúng tôi được biết là SMC đã tăng cái quy mô đầu tư từ 110 triệu USD lên 670 triệu đô. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta triển khai cái kế hoạch tăng vốn của mình như thế nào đấy ạ? Đến thời điểm hiện tại, SMC đã đầu tư 670 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Long Đức, dùng cho việc xây dựng 14 phân xưởng và trong năm nay kế hoạch bàn giao thêm 8 phân xưởng. Thêm vào đó, nguồn vốn được dùng để đầu tư các thiết bị máy móc sản xuất. Dự kiến 2026, tập đoàn tiếp tục tăng vốn thêm hơn 300 triệu đô la Mỹ. Xin ông cho biết là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường đầu tư của Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai chúng ta? Đồng Nai là tỉnh có lực lượng lao động trẻ và có tay nghề cao, là một điểm lợi thế cho SMC có được nhân lực ưu tú. Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh nguồn vốn đầu tư cho nhà máy Việt Nam. Nhưng vấn đề lớn nhất chúng tôi gặp phải và cũng là điều mà chúng tôi cảm thấy quan ngại, đó là thủ tục hành chính, sự chấp thuận phê duyệt mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tốc độ đầu tư nhanh hơn nữa, nhưng tốc độ phê duyệt bị kéo dài, đây là rào cản với chúng tôi. Vì vậy, điều chúng tôi rất mong muốn chính phủ, các cơ quan ban ngành liên quan cải tiến thủ tục hành chính để nhanh tiến độ cấp phép xây dựng
dựng, giấy phép môi trường, phòng chữa cháy v.v. để kế hoạch đầu tư và triển khai vốn của chúng tôi được thuận lợi và nhanh chóng. Vâng, xin cảm ơn ông về cái cuộc gặp gỡ trao đổi hôm nay. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã chọn xã An Phước là mô hình điểm để tổ chức lễ ra mắt mô hình chính quyền thân thiện. Mục đích xây dựng mô hình chính quyền thân thiện nhằm thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính, đồng thời tiến tới cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công. Hiện xã An Phước, huyện Long Thành đã triển khai xây dựng các mô hình như ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói để kịp thời tháo gỡ các khúc mắc bức xúc trong dân ngay từ cơ sở. Ngoài ra, địa phương còn áp dụng thư xin lỗi đối với các tổ chức cá nhân khi giải quyết công việc không đúng hẹn, thư cảm ơn, thư chúc mừng, v.v. Xã An Phước, huyện Long Thành cũng cam kết sẽ làm việc theo phương châm chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả. Xây dựng hoạt động chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên nhân dân, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, động viên đối với các tổ chức cá nhân có nhiều hoạt động ủng hộ địa phương, những người có uy tín đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo xã An Phước, huyện Long Thành cũng khẳng định sẽ tập trung thực thi quy định về đạo đức công vụ, quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của tổ chức cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Long Thành đề nghị 13 xã thị trấn trên địa bàn sớm triển khai ra mắt mô hình chính quyền thân thiện trong tháng 8 này. Đồng thời, việc triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện phải nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, gắn chặt với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị mỗi cán bộ công chức nhân viên trong thời gian tới thực hiện nghiêm túc 4 xin, 4 luôn và 5 không. 4 xin gồm là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. 4 luôn là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. 5 không gồm là không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, quyền hà. Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm. Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Không xu nịnh, chạy trọt, gian dối. Không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ. Lãnh đạo huyện Long Thành cũng nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt và cuối cùng của chính quyền thân thiện là đặt sự hài lòng của người dân là mục tiêu phấn đấu trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Do đó, thủ trưởng các đơn vị địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để đảm bảo mô hình được thực hiện hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thưa quý vị, từ giữa năm 2019, Đồng Nai đã ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 60 khu dân cư kiểu mẫu. Các khu dân cư kiểu mẫu không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng cũng được đặt ra ngày càng cao. Năm nay, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ thực hiện 2 khu dân cư kiểu mẫu. Với quyết tâm cao thì đến nay, địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là tuyến đường ở tổ 10 ấp 1 xã Lâm San với chiều dài hơn 2 km nhưng chỉ có 36 hộ dân sống hai bên. Khi bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường đã khoác lên màu áo mới, hoa và cây cảnh được trồng đều hai bên, rác được bỏ vào thùng sạch sẽ, hệ thống camera và đèn chiếu sáng được lắp đặt. Đặc biệt, người dân luôn nêu cao ý thức giữ gìn nhà cửa, vườn cây, tường rào, cổng ngõ sạch sẽ. Nhiều mô hình sản xuất áp dụng hữu cơ, khoa học công nghệ nên đạt hiệu quả cao, đời sống người dân ngày một nâng lên rõ nét. Từ khi mà có mọi người dân, mọi nhà trồng thêm cây cảnh ở đằng trước nhà thì tuyến đường trở lên xanh sạch đẹp và có nhiều màu sắc hoa khác nhau. Ai đi qua cũng khen. Ngoài những cái vấn đề như trồng cây thì tuyến đường này đã có điện đường thắp sáng ban đêm và một số nhà hộ dân có điều kiện thì cũng đã gắn thêm camera an ninh. Qua đó thì có thể là phục vụ được những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề an ninh trật tự của xã. Xây dựng cả cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì ở nông thôn thì nó khó khăn nhất cái đoạn là cái người dân người ta cũng chưa mặn mà lắm, là thì dù như chỉ những cái nhiều tiền quá thì cho nên nhận được thì mình phải cố gắng vận động nhiều hơn nữa với lại các cái tổ chức cá nhân trên địa bàn để lấy cái gọi là mạnh thường quân á, thì để hỗ trợ vào thì mình chung tay, thì ví dụ như mình mua cái giống mình về là gọi như mình mua cái giống được thì bà con rất sẵn sàng trồng. Theo chính quyền địa phương, trước khi bắt tay vào thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thì đơn vị đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị tham gia.
trong các khu dân cư kiểu mẫu, ngoài thực hiện chăm sóc mảng xanh, thì còn chú trọng xây dựng các quy ước, hương ước và kết quả thực hiện, được cả cộng đồng cùng giám sát thực hiện từ những vấn đề nhỏ như không xả rác, không hút thuốc nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn minh. Cũng tiếp tục tuyên truyền vận động người dân duy trì và phát triển thêm một số khu mới nữa. Thế đối với Nam San thì để mà duy trì những cái này thì cũng rất cần cái sự đồng thuận của dân. Và xã cũng đã tổ chức cái phong trào này thành một cái cuộc thi hàng năm. Thì cứ mỗi năm là xã tổ chức một cái cuộc thi về cuối năm, thì ngay từ đầu năm thì triển khai. Và đến cuối năm thì sẽ tổ chức là chấm điểm các cái đường mẫu, các cái khu dân cư kiểu mẫu, các vườn mẫu. Nếu mà chỗ nào mà làm tốt thì có thể khen thưởng, động viên kịp thời. Với sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm, việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và các mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, cả hai ấp ở Lâm San đều được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Mục tiêu chung của kế hoạch là khuyến khích các tổ chức và các ngành sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm gấp 1,5 đến 2 lần so với sản phẩm nông nghiệp thông thường, đảm bảo an toàn cho người sản xuất, bảo vệ sự đa dạng hệ sinh thái và môi trường, gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nâng tổng diện tích trồng trọt hữu cơ và hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt 4.400 ha, chiếm 2,13% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng trọt hướng hữu cơ là hơn 3.200 ha, chiếm 1,57% và diện tích trồng trọt hữu cơ hơn 1.000 ha, chiếm 0,56% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Đồng Nai cũng hình thành một vùng thủy sản nuôi quảng canh hữu cơ theo hình thức dưới tán rừng với diện tích nuôi là 400 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, số sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên là 88 sản phẩm, trong đó số sản phẩm đạt 3 sao là 67 sản phẩm, số sản phẩm đạt 4 sao là 18 sản phẩm, số sản phẩm đạt 5 sao là 3 sản phẩm. Phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, tổ hợp tác và 30% chủ thể là các doanh nghiệp. Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP để được đánh giá và phân hạng. Dự toán kinh phí thực hiện chương trình OCOP đến 2025 từ nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng gần 35,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hơn 15,7 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện hơn 19,7 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Công an đang dự thảo nghị định đề xuất mức phạt tiền giảm mạnh so với quy định hiện hành về vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, mức tiền phạt là từ 6 đến 8 triệu đồng. Đối với xe mô tô, gắn máy, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự. Theo quy định hiện hành thì mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Bộ Công an cũng đề xuất tại dự thảo mới phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Theo các chuyên gia, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, tốc độ sụt lún đất đang diễn ra rất nhanh. Thực tế này đòi hỏi cần phải có một đề án tổng thể về phòng chống sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đề án cần đánh giá được những tác động từ quá trình phát triển đang làm trầm trọng thêm các loại hình thiên tai. Các nhà khoa học, cơ quan quản lý kiến nghị nhiệm vụ của đề án phải tính đến sự đồng bộ, lồng ghép được các giải pháp phòng chống thiên tai trong quy hoạch phát triển, vấn đề chuyển đổi sản xuất phải song song với vấn đề quản lý phòng chống thiên tai.
Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 41 trường hợp mắc mới HIV, tăng 8 ca so với tháng trước. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện gần 240 bệnh nhân nhiễm HIV mới, ghi nhận 4 trường hợp nhiễm HIVS tử vong. Tính đến nay, Đồng Nai có khoảng 7.000 trường hợp mắc HIVS, tỷ lệ 0,21% dân số. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo khám và điều trị ARV, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại các địa phương, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, PrEP, thực hiện xét nghiệm HIV và cấp phát thuốc theo đúng hướng dẫn của Cục Phòng chống HIVS, đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng khám truyền thông về chương trình phòng chống HIVS và PrEP. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, quyền lợi của người tham gia được mở rộng. Bảo hiểm y tế hiện đã trở thành nguồn tài chính chủ yếu cho chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nước ta. Từ tháng 7 vừa qua, chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý, xuất phát từ thay đổi tiền lương cơ sở. Phóng sự sau sẽ đề cập đến vấn đề này. Từ ngày 1 tháng 7, 2024, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Theo đó, trường hợp người bệnh có chi phí cho một lần khám chữa bệnh dưới 351.000 đồng, 15% mức lương cơ sở thì được bảo hiểm y tế chi trả 100%, nghĩa là người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí. Con số này tăng thêm 81.000 đồng so với quy định trước đó. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì mức đóng sẽ tăng lên là 2.340.000. Thì như vậy ấy, khi mà mức đóng cao như vậy ấy, thì quyền lợi của người dân khi đi khám bệnh, khám ngoại trú ấy, đối với một lần chi phí một lần khám chữa bệnh ngoại trú ấy, nếu mà cái số tiền ấy mà nó dưới 15% mức lương cơ sở, tức là cái số tiền khám chữa bệnh ấy nó dưới 351.000 thì bệnh nhân sẽ được hưởng 100% luôn. Nhất là những cái đối tượng mà đang đóng bảo hiểm 80 hoặc là 95%. Cũng theo mức lương cơ sở tăng, những bệnh nhân tham gia đóng bảo hiểm y tế 5 năm liền, không gián đoạn quá 3 tháng, thì quyền lợi cũng tăng khi điều trị các kỹ thuật cao như bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân đặt stent mạch vành, bệnh nhân thay khớp háng, khớp gối, thay cột sống. Nhất là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính sẽ yên tâm hơn vấn đề chi phí khi phải điều trị lâu dài. Tôi tham gia bảo hiểm y tế là 15 năm rồi, khám thường xuyên luôn. Tại vì giờ mình bị bệnh nền á, tim mạch, mỡ máu, méng gan, tiểu đường, gì có hết. Có bảo hiểm nó họ chi cho mình tới 80% rồi, mình chỉ đóng 20. Nếu như được bệnh nhân mà hưởng 80%, đóng 20%, nếu số tiền người ta phải đóng mà vượt quá 6 tháng lương cơ bản, có nghĩa là hiện tại bây giờ mà vượt quá 14.400.000, thì lúc đó ấy, thì bệnh nhân sẽ được bảo hiểm y tế hoàn trả lại cái tiền vượt đó. Và sau khi được hoàn như vậy, đấy, quyền lợi tiếp theo của người dân là trong cái năm đó, trong cái năm dương lịch đó, thì người dân sẽ không phải đóng bất kỳ một cái chi phí nào nữa nếu mình còn khám chữa bệnh. Đó, hết cái năm đó thì sang năm ta lại tính lại từ đầu. Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính sách an sinh xã hội. Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế càng thể hiện rõ khi người dân gặp phải các rủi ro về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đồng thời còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mình vì mọi người vì mình. Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong tháng 7 vừa qua, công tác thanh kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Trong tháng đã thực hiện gần 1.400 lượt kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và kinh doanh tiêu dùng thực phẩm trong tổng số hơn 12.000 cơ sở, trong đó 1.260 cơ sở đạt, chiếm hơn 92%. Số cơ sở vi phạm là 103, nhắc nhở 92 cơ sở, xử phạt hành chính 11 cơ sở với số tiền 77 triệu đồng. Trong tháng 7 vừa qua, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Đồng Nai xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 664 ca mắc, ghi nhận 1 ca mắc tử vong.